ơn các anh chị đã có thể dậy rất là sớm và tham dự cái chương trình đào tạo này cùng với tôi ạ. We don't have a lot of time, so I'm going to go ahead and start sharing my screen right away today. Ngày hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên là tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái màn hình của tôi và chúng ta sẽ bắt đầu được không ạ? So, today, I get to talk about Unicity's Cleanser Pack. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với chúng ta về cái bộ sản phẩm thải độc của Unicity ạ. Unicity's Cleanse Pack has powerful products that help rid your body of toxins. Và cái bộ sản phẩm thải độc của Unicity thì nó có một cái sức mạnh để có thể giúp cho tất cả chúng ta thải độc toàn bộ cơ thể. If your body is not clean, if it's not free from toxins and parasites, you cannot have good metabolic health. Và nếu như cơ thể của chúng ta không sạch, nó không được thải các cái độc tố cũng như là các loại ký sinh trùng, thì chúng ta sẽ không thể nào có được một cái sức khỏe chuyển hóa tốt. So Unicity's Cleanse Pack is a key part of metabolic health. Và như vậy thì một cái bộ sản phẩm thải độc của Unicity là một cái chìa khóa quan trọng để chúng ta có thể có một cái sức khỏe chuyển hóa tốt. I'm going to start out with a little story. Tôi sẽ xin phép được bắt đầu với một cái câu chuyện. I was thinking about Nature's Tea, and it reminded me of a story that Clayton Barton told when I was in Vietnam. Và khi mà tôi nhìn đến cái sản phẩm trà thải độc ruột này, thì tôi nhớ đến một cái câu chuyện mà ông Clayton Barton đã từng chia sẻ với tôi khi mà chúng tôi đến Việt Nam. He told me about a man that he met that did not believe in Unicity products. Ông ấy kể về câu chuyện rằng ông ấy gặp một cái người đàn ông, một người mà không tin vào cái sản phẩm của Unicity. He said that he gave that man a packet of BioSlife E. Ông ấy kể rằng là ông ấy đưa cho cái người đàn ông đó một cái gói BioSlife E nhỏ nhỏ. And he told that man to take it before he went to bed and call him the next day. Và ông ấy nói với cái người đàn ông đó rằng là gì ạ? Hãy dùng cái gói sản phẩm BioSlife E đó trước khi đi ngủ và ngày hôm sau thì hãy gọi cho tôi. Nature's Tea is another product like BioSlife E. Và cái sản phẩm Nature's Tea này nó là một cái sản phẩm nữa mà nó cũng tương tự như cái sản phẩm BioSlife E. It is a belief building product. Nó là một cái sản phẩm mà chúng ta có thể nói rằng sử dụng để bắt đầu xây dựng cái niềm tin. If you have someone that tells you Unicity products don't work, nếu như có một ai đó nói với các bạn rằng là sản phẩm của Unicity nó không có tác dụng gì cả, give them Nature's Tea before a long train ride. Thì hãy cho họ một cái gói sản phẩm Nature's Tea trước khi mà họ lên một cái chuyến tàu, một cái chuyến xe dài giờ. They will believe you that Unicity products work. Giờ lúc đó chắc chắn họ sẽ tin rằng sản phẩm của Unicity có tác dụng. Nature's Tea is a critical piece of the cleanse pack. Và cái sản phẩm Nature's Tea nó là một cái sản phẩm vô cùng đặc biệt và chiếm phần quan trọng trong cái bộ sản phẩm thải độc. It contains two key ingredients. Nó bao gồm hai cái thành phần chính. The first is a plant called senna. Cái thành phần đầu tiên đó chính là một cái loại cây có tên gọi là phan tả điệp. The second is buckthorn bark. Và cái thứ hai nó có tên gọi là vỏ cây hắc mai. Now, these two ingredients work together because they have similar compounds in them. Và hai cái thành phần này nó kết hợp và nó có thể có cái tác dụng với nhau, đó là vì nó có chung một cái loại hoạt chất sinh học. The active molecules in these plants are called anthraquinone glycosides. Và cái hợp chất sinh học ở trong hai cái loại sản phẩm này nó có tên gọi là anthraquinone glyceride. And these molecules have a special effect when we ingest them. Và cái loại chất này mà tôi vừa mới nói thì nó có một cái tác dụng đặc biệt khi mà chúng ta sử dụng nó vào trong cái cơ thể của mình. They interact with our gut, our intestine. Nó tương tác với lại cái đường ruột, cái hệ tiêu hóa và cái đường ruột của chúng ta. They pull water into our intestine. Và nó là gì ạ? Nó giúp cho cái gì ạ? Nước nó có, tức là có nhiều nước hơn vào trong cái hệ tiêu hóa của chúng ta, trong đường ruột của chúng ta. But one other critical thing that they do is they make our intestines move around a lot more.
Và một trong những cái tác dụng của nó là gì ạ? Nó giúp cho cái đường ruột của chúng ta, tức là luân chuyển và gì ạ? Co bóp nhiều hơn. Nhuận tràng đấy ạ. The end result of these two ingredients is that we flush a lot of waste out of our intestines. Và cái tác dụng chính của cái hợp chất này khi mà nó kết hợp cùng với nhau đấy là nó giúp đào thải hết tất cả những các cái loại rác mà gọi là cặn bã đóng ở trong ruột của chúng ta ra. If we're not used to these ingredients, they can cause some discomfort. Và nó là một cái loại hợp chất mà nó là một cái loại chất mà nếu như sử dụng nhiều ấy thì nó có thể gây ra cái sự khó chịu. Which is why another important ingredient is peppermint leaf. Và đó là cái lý do tại sao mà nó chúng ta có thêm một cái chất nữa, đó chính là gì ạ? Lá bạc hà. Peppermint leaf soothes our intestines so that we don't get as much discomfort. Và cái lá bạc hà này nó có cái tác dụng gì ạ? Làm dịu cái đường ruột lại và nó khiến cho chúng ta không cảm thấy khó chịu. So, nature's tea is a powerful product. Và như vậy có thể nói rằng cái sản phẩm trà thải độc ruột đó là một cái sản phẩm vô cùng có quyền năng ạ. If you've ever taken nature's tea, you know that it works. Và nếu như ai đó trong số các anh chị mà đã sử dụng cái trà thải độc ruột này thì các anh chị biết chắc rằng nó có tác dụng. If you have a friend that doesn't believe you, give him nature's tea. He will believe you. Và nếu như chúng ta có một người bạn nào đó chúng ta chia sẻ mà không tin thì hãy đưa cho họ một gói trà thải độc ruột, tôi đảm bảo chắc chắn họ sẽ tin ạ. Because nature's tea is such a powerful ingredient, we shouldn't use it every day. Và bởi vì cái trà thải độc ruột này nó có cái tác dụng rất là mạnh, cho nên chúng ta không thể dùng nó mỗi một ngày được. We use it as directed every day for 30 days and then we take a break. Chúng ta nhớ rằng là chúng ta sử dụng nó theo hướng dẫn sử dụng tối đa là 30 ngày xong sau đó thì chúng ta phải ngừng ạ. In order to be completely safe, it really should be 3 to 4 months before we use it again. Và để đảm bảo cái sự an toàn tuyệt đối nhất thì các bạn phải ngừng ít nhất 3 đến 4 tháng trước khi mà chúng ta bắt đầu sử dụng lại một cái liệu trình mới. Now I'm going to talk a little bit about parasites. Và bây giờ thì tôi muốn chia sẻ thêm một chút về ký sinh trùng. It's impossible to have good metabolic health if you have parasites. Và chúng ta biết rằng là chúng ta không thể nào có được một cái sức khỏe chuyển hóa tốt nếu như trong cơ thể của chúng ta có ký sinh trùng. Parasites live off of us. They take the nutrients we need so that they can thrive. Và chúng ta biết rằng là ký sinh trùng thì nó ký sinh ở trong cơ thể của chúng ta và nó là một cái thực thể sống. Nó hút đi tất cả những các cái dưỡng chất mà chúng ta ăn vào để gì ạ? Để nó có thể sống được. So we need to make sure that we get rid of any parasites that our system might have. Vậy thì để có một cái sức khỏe chuyển hóa tốt thì cái điều mà chúng ta cần đấy là gì ạ? Chúng ta phải đảm bảo rằng mình không có bất kỳ một cái loại ký sinh trùng nào sống ở trong cơ thể mình. The problem is parasites are designed to not be easily gotten rid of. Và cái vấn đề ở đây đó là gì ạ? Ký sinh trùng nó được sinh ra và nó sống theo một cái cách rằng rất là khó để có thể tiêu diệt nó, rất là khó để có thể đào thải nó. They have mouth parts that they use to cling to the lining of our intestine. Và nó có những các cái răng giống như các bạn thấy ở trên màn hình ấy ạ. Và những cái răng này thì nó có tác dụng để gì ạ? Giúp cho các ký sinh trùng này nó bám chắc vào trong cái đường ruột của chúng ta. So even though nature's tea on its own is a very powerful product. Vậy thì kể cả với một cái sản phẩm rất là mạnh như là sản phẩm Nature's Tea trà thải độc ruột. Even though it causes us to flush out a lot of waste. Kể cả là cái sản phẩm trà đó nó giúp cho chúng ta thải ra rất nhiều những các cái cặn bã đóng trong ruột của mình. On its own, it does not get rid of our parasites. Thì chỉ có sử dụng mỗi một cái sản phẩm trà đấy thôi, nó cũng không thể nào giúp cho chúng ta là gì ạ? Thải toàn bộ ký sinh trùng được. This is a map that shows the prevalence of parasites throughout the world. Và đây là một cái bản đồ mà chỉ ra cái tỷ lệ mắc ký sinh trùng ở trên toàn thế giới. You can see right over in Southeast Asia, there is a lot of parasites. Và các bạn nhìn thấy trên cái bản đồ thế giới này thì ở cái khu vực của châu Á các bạn lại là cái khu vực mà mắc nhiều, cái tỷ lệ mắc ký sinh trùng nhiều nhất.
potentially greater than 50% of the population has parasites. Và các bạn có thể nhìn thấy rằng hơn 50% cái dân số của thế giới này mắc gì ạ? Mắc tức là có nhiễm ký sinh trùng. That's one of the reasons that Unicity has Paraway Plus. Và đó là cái lý do tại sao mà Unicity có một cái sản phẩm có tên gọi là Paraway Plus. Paraway Plus has a wide array of ingredients. Và trong cái Paraway Plus này nó có rất là nhiều những các cái thành phần khác nhau. In the US, I talk mostly about the antibacterial ingredients. Và ở Mỹ thì chúng tôi nói rất nhiều về cái tác dụng là gì ạ? Chống vi khuẩn, những các cái thành phần mà chống vi khuẩn trong sản phẩm này. Because one of the key uses of Paraway Plus is to help flush out bad bacteria. Bởi vì là một trong những các cái thành phần chính của cái sản phẩm Paraway Plus này đó chính là để gì ạ? Đẩy hết toàn bộ các cái loại vi khuẩn xấu. In Vietnam, we also need to worry about parasites. Và các bạn biết chắc rằng là ở Việt Nam thì các bạn cũng cần phải lo lắng về ký sinh trùng. One of the key ingredients that fights parasites is black walnut powder. Và một trong những các cái thành phần chính của cái sản phẩm này nó chính là bột vỏ quả óc chó đen ạ. The black walnut hull contains a compound that helps get rid of parasites. Và trong cái quả vỏ óc chó đen, cái vỏ quả óc chó đen này thì nó có những các cái thành phần để giúp gì ạ? Có cái tác dụng là chống lại ký sinh trùng. Another key ingredient is pumpkin seed. Và một cái thành phần nữa đó chính là hạt bí ngô ạ. Pumpkin seed also contains a powerful ingredient that helps our body get rid of parasites. Và trong cái hạt bí ngô này nó cũng có chứa những các cái thành phần hoạt chất sinh học vô cùng mạnh mà nó có thể giúp cho chúng ta gì ạ? Chống lại ký sinh trùng được. There are several other ingredients, but those are the two key anti-parasitic ingredients. Và có rất là nhiều những các cái gọi là thành phần khác ở trong cái sản phẩm này, nhưng đó là hai cái thành phần chính mà tạo nên cái công dụng mạnh nhất của cái sản phẩm. Now, these ingredients don't kill parasites. Các bạn biết rằng là hai cái thành phần này nó không giết chết ký sinh trùng đâu ạ. They can kill some of the smaller parasites, but a lot of the parasites they don't kill. Các bạn biết rằng là nó có thể giết chết một vài những các cái loại ký sinh trùng nhỏ, nhưng hầu hết những cái ký sinh trùng lớn ý, mà sống lâu năm thì nó không thể nào giết chết được. What they do is they make the parasites very sick. Cái mà cái cơ chế hoạt động của cái sản phẩm này nó là gì ạ? Chị xin lỗi. Okay. Cái cơ chế hoạt động của cái sản phẩm này đó là gì ạ? Là nó làm cho ký sinh trùng nó bị ốm ạ. Có thể dùng cái từ như vậy ạ. They can actually make it so that the parasites cannot move at all. Và trên thực tế thì nó có thể làm cho một số cái loại sinh trùng là gọi là nằm yên tại chỗ, không thể nào hoạt động được bất kỳ một cái gì cả. If we take just Paraway Plus on its own, the parasites will eventually recover. Và nếu như chúng ta chỉ sử dụng duy nhất có cái Paraguay Plus này thôi, thì rất có thể đâu đó cái Paraguay Plus này, cái ký sinh trùng nó có thể là gì ạ? Bị sống lại được. So we always take Paraguay Plus with nature's tea. Và đó là cái lý do tại sao mà chúng ta phải sử dụng kết hợp Paraguay Plus và nature's tea, tức là trà thải độc ruột cùng với nhau. Just like nature's tea, we can't use Paraway Plus every day. Và cũng giống như là gì ạ, trà thải độc ruột, chúng ta không thể nào dùng cái sản phẩm Paraway Plus này hàng ngày được. The ingredients that are toxic to the parasites can also build up in our system and become unhealthy for us after a time. Và nếu như chúng ta sử dụng quá lâu ngày ấy, thì tất cả những các cái cơ chế hoạt động mà gì ạ, để chống lại vi khuẩn, chống lại ký sinh trùng này, nó có thể gây tổn hại cho sức khỏe của chúng ta, khiến cho chúng ta gì ạ, cũng không an toàn nữa. Đó là lý do tại sao mà chúng ta không dùng lâu dài cái sản phẩm này được. So we take it for 30 days as directed with nature's tea. Và như vậy cái cách dùng tốt nhất là gì ạ? Chúng ta dùng nó trong vòng 30 ngày giống như là hướng dẫn sử dụng và dùng nó cùng với lại nature's tea, tức là sản phẩm trà thải độc ruột.
And then we take a break for 3 to 4 months before we start again. Và sau đó là gì ạ? Chúng ta dừng lại khoảng 3 đến 4 tháng và tiếp theo thì chúng ta mới có thể dừng lại được. There's one more key product that makes all of these work together. Và có một cái sản phẩm gọi là chủ chốt nữa, nó khiến cho tất cả những các cái thứ này nó kết hợp cùng với nhau được. That product is Life Fiber. Và cái sản phẩm đó có tên gọi là Life Fiber. Life Fiber contains psyllium husk. Và các bạn biết rằng là trong Life Fiber thì nó có chứa chất xơ của cái bột vỏ hạt mã đề. Psyllium husk is a mix of soluble and insoluble fiber. Và cái chất xơ của bột vỏ hạt mã đề này nó có một cái điều rất là đặc biệt, đó là gì ạ? Nó chứa cả cái chất xơ dễ hòa tan và chất xơ không dễ hòa tan. And psyllium husk acts like a scrub brush. Và cái chất xơ của cái vỏ bột hạt mã đề này nó giống như là một cái thứ gọi gì ạ? Hấp thụ ấy, kết nối mọi thứ, kết dính mọi thứ lại. It helps clean out our intestines. Và nó giúp là gì ạ? Để làm sạch đi toàn bộ cái đường ruột của chúng ta. It helps push out parasites. Nó giúp là gì ạ? Thải ra toàn bộ, đẩy hết ra toàn bộ các cái ký sinh trùng. When we take it with Nature's Tea and Paraway Plus, it helps push out parasites and bad bacteria. Và khi mà chúng ta sử dụng kết hợp cái sản phẩm này cùng với lại Paraway Plus và Nature's Tea, tức là trà thải độc ruột, thì ba cái sản phẩm này nó giúp thải hoàn toàn, kể cả từ gì ạ, chất thải, kể cả từ cặn bã cho đến ký sinh trùng và các loại vi khuẩn, thải hết tất cả. Unlike Nature's Tea and Paraway Plus, Life Fiber has powerful ingredients that improve metabolic health every day. Và riêng cái sản phẩm này thì nó lại không giống như là sản phẩm trà thải độc ruột hay là Paraguay Plus. Trong cái sản phẩm Life Fiber này, nó có chứa rất là nhiều những các cái loại chất xơ và những cái thành phần để gì ạ? Giúp cho cái hệ gọi là chuyển hóa của chúng ta, hệ dinh dưỡng đường ruột của chúng ta được tốt. Psyllium husk on its own is very effective at relieving both constipation and diarrhea. Và với cái bột vỏ hạt mã đề riêng thôi thì nó có cái tác dụng vừa là gì ạ? Vừa là giúp cho cái trứng táo bón và lại vừa giúp cho cái trứng tiêu chảy. Psyllium husk has been shown to be effective in helping with irritable bowel syndrome. Và nó cũng đã chứng minh rằng có những các cái nghiên cứu khoa học chứng minh rằng nó có cái tác dụng đối với cái hội chứng gọi là hội chứng kích thích ruột. Psyllium husk also shows promise with supporting blood glucose and blood lipid levels that are healthy. Và cái bột vỏ hạt mã đề này nó cũng có một cái tác dụng đấy là gì ạ? Giúp hỗ trợ kiểm soát glucose và lipid máu nữa. Another key piece of Life Fiber are soluble prebiotic fibers. Và một cái thành phần chính của cái sản phẩm Life Fiber này nữa, nó chính là những các cái loại chất xơ hòa tan mà có chứa prebiotic. Psyllium husk itself can be prebiotic in nature. Và chúng ta biết rằng là bản thân ở trong những các cái loại thực phẩm của chúng ta ăn thì nó có chứa các cái loại gì ạ? Prebiotic một cách hoàn toàn tự nhiên, đúng không ạ? But Life Fiber also contains the prebiotic fibers citrus pectin, apple pectin and inulin. Và chúng ta biết rằng là và các bạn có thể biết rằng là trong cái sản phẩm này nó có chứa những các cái loại chất xơ hòa tan prebiotic, ví dụ như là trong cam chanh này, rồi là pectin táo này, đấy là những các cái hợp chất mà nó chứa trong cái sản phẩm Life Fiber này. Life Fiber is also packed with herbs and botanicals that promote digestive health and themselves act as prebiotics. Và trong Life Fiber này nó cũng có chứa rất là nhiều những các cái loại thảo dược và những các cái loại thực vật, mà bản thân những các cái loại thảo dược và thực vật này nó cũng hoạt động giống như là một cái loại gọi là prebiotic tự nhiên. So on top of all the other benefits of Life Fiber, it is a good bacteria superfood. Vậy thì với tất cả những các cái tác dụng về cái sản phẩm này giống như là tôi vừa mới chia sẻ, thì Life Fiber nó được coi là một loại siêu thức ăn cho lợi khuẩn, tức là những cái loại vi khuẩn tốt. We talk a lot about Bio7 being a microbiome super product.
Chúng ta đã từng chia sẻ về cái sản phẩm là gì ạ? BIOS 7 đúng không ạ? Cái sản phẩm đó nó có thể cũng được coi là một cái loại gì ạ? Siêu thức ăn cho vi khuẩn tốt. And BIOS 7 is our premier microbiome support product. Và chúng ta biết rằng là cái sản phẩm BIOS 7 của chúng ta thì có thể nói là một cái loại sản phẩm, một cái loại gọi là siêu thức ăn cho vi khuẩn tốt một cách tinh khiết nhất, thức ăn tốt, tinh khiết nhất, tốt cho vi khuẩn tốt. But Life Fiber gives high value microbiome support. Và tuy nhiên thì trong Life Fiber nó cũng có những các cái giá trị rất là cao để hỗ trợ cho gì ạ? Một cái hệ vi sinh vật trong đường ruột. I like to say Bio 7 is the Lamborghini version. Và tôi có thể nói rằng là cái sản phẩm Bio 7 ấy, nó giống như là một cái động cơ của cái xe Lamborghini vậy. And Life Fiber is the Honda Civic version. Và cái sản phẩm Life Fiber thì nó giống như là một cái động cơ của một cái xe Honda Civic vậy. So unlike Nature's Tea and Paraway Plus, Life Fiber is a product you should use every day. Vậy thì nó không giống như là gì ạ, trà thải độc ruột Nature's Tea hay là gì ạ, Paraguay Plus. Cái sản phẩm Life Fiber này là một cái sản phẩm mà các anh chị sử dụng nó hàng ngày. Every morning for breakfast, I have a protein shake using Complete and Life Fiber. Và mỗi một buổi sáng ngủ dậy thì tôi có một cái cốc vitamin, cốc gọi là shake trộn vitamin, trong đó bao gồm gì ạ? Có cái Complete, tức là LC, và cái Leaf Fiber này. That makes sure that I'm getting my base level microbiome support. Bởi vì tôi muốn đảm bảo chắc chắn rằng để bắt đầu một ngày thì tôi có một cái hỗ trợ tốt nhất cho cái gì ạ? Hệ vi sinh vật của tôi. Nature's Tea, Paraway Plus and Life Fiber are not weight loss products. Chúng ta biết rằng là sản phẩm trà thải độc ruột Nature's Tea, Paraguay Plus hay là Life Fiber nó không phải là những các cái sản phẩm gì ạ, nằm trong bộ giảm cân. Nó không có tác dụng là giảm cân. But you will find that as you use these products, weight loss is a side effect of gaining better metabolic health. Thế nhưng khi sử dụng bộ ba cái sản phẩm này thì các bạn lại thấy mình giảm cân, và đó chính là tác dụng phụ của cái việc chúng ta có một cái hệ vi sinh vật và một cái sức khỏe chuyển hóa tốt hơn. So for Unicity Cleanse Gut Health, there are three steps. Vậy thì để làm sạch một cái hệ tiêu hóa, hệ đường ruột thì Unicity có một cái bộ với ba sản phẩm gồm ba bước. We use Nature's Tea to help increase the movement of our intestines and push out waste. Đầu tiên đó là chúng ta có cái sản phẩm gì ạ? Nature's Tea, trà thải độc ruột. Cái sản phẩm này nó kích thích cái nhu động ruột của chúng ta, khiến cho cái ruột của chúng ta nó co bóp tốt hơn, và nó giúp gì ạ? Đào thải tất cả những các cái chất cặn bã, những các cái vi khuẩn, những các cái chất bẩn ra ngoài đường ruột. For optimal effect, we combine it with Paraway Plus and Life Fiber to help push out parasites. Và để có một cái tác dụng một cách rõ ràng và hiệu quả tốt nhất thì chúng ta kết hợp nó cùng với lại gì ạ? Paraway Plus và gì ạ? Leaf Fiber, bởi vì cái bộ ba sản phẩm này nó sẽ giúp chúng ta gì ạ? Thải hết toàn bộ cả ký sinh trùng nữa. Now, if you've been using these products in the past, nếu như các anh chị đã từng sử dụng cái sản phẩm này trong quá khứ, you probably have a fairly healthy colon and intestines. Thì rất có thể các anh chị cũng đã có một cái gì ạ? Một cái trực tràng, tức là cái phần ruột già ở trong đường ruột của chúng ta nó rất là tốt ạ. But if you have somebody that's new to Unicity, that's never done anything like this, và nếu như các anh chị mà biết một ai đó, những người mà biết về Unicity hoặc chưa biết về Unicity và chưa biết đến cái bộ sản phẩm này, or if you've never tried this before, hoặc là nếu các anh chị là người của Unicity nhưng các anh chị chưa bao giờ sử dụng cái sản phẩm này, there's the potential to have fecal material covering the inside of your intestines and colon. Thì rất có thể khi sử dụng các anh chị sẽ có một cái cảm thấy được một cái sự rất là nhạy cảm ở cái đường ruột cũng như là cái dạ dày, cái ruột già của mình. This is a common problem
with people who don't exercise enough. Và những cái vấn đề này nó xảy ra một cách rất là bình thường, đặc biệt là đối với những người mà không luyện tập thường xuyên. People who don't eat enough healthy vegetables. Và những người mà không ăn đầy đủ cái gì ạ? Những các cái loại rau xanh và đầy đủ dưỡng chất. People who eat too many processed foods. Hoặc là những người mà nó cũng xảy ra đối với những người mà ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn. The problem is you get so much waste covering your intestines, you can't efficiently absorb nutrients anymore. Và cái vấn đề của những các cái loại thực phẩm mà tôi vừa nói là gì ạ? Đó là các bạn chứa quá nhiều những các cái lớp vàng cặn bã ở trong ruột của các bạn và nó khiến cho các bạn không thể nào hấp thụ được dinh dưỡng nữa. You can't have good metabolic health if you can't get rid of your waste. Và đó là cái việc mà các bạn không thể nào gì có một cái sức khỏe chuyển hóa tốt nếu như các bạn không thải được tất cả những các cái cặn bã, những các cái thứ mà đọng ở trong ruột của các bạn ra ngoài. So if you've never used these products, give them a try. Vậy thì nếu như ai đó trong số các bạn mà chưa từng sử dụng cái sản phẩm này, hãy thử đi ạ, hãy thử nó đi ạ. If you have friends or family who've never used these products, have them try these products. Và nếu như các bạn có gia đình hay bạn bè mà cũng chưa từng sử dụng cái sản phẩm này, hãy thử giúp họ sử dụng sản phẩm này đi ạ. These products will build belief. Và tôi vẫn nhắc lại rằng cái sản phẩm này là những cái sản phẩm mà gì ạ, xây dựng cái lòng tin. And these products will allow us to improve our metabolic health. Và những cái sản phẩm này cũng là cái sản phẩm mà giúp cho chúng ta gì ạ, cải thiện cái sức khỏe chuyển hóa của mình. So we've talked a lot about gut. Chúng ta đã nói rất nhiều về gì ạ? Đường ruột rồi. Now we're going to talk about other organs that help cleanse our body. Chúng ta sẽ chia sẻ thêm một chút về những các cái cơ quan nội tạng khác mà giúp gì ạ? Làm sạch cơ thể của chúng ta nữa. One of the most important organs in our body for removing toxins and dealing with various molecules that enter our body is the liver. Và một trong những các cái cơ quan nội tạng mà chiếm cái vai trò vô cùng quan trọng trong cái thải độc cơ thể, trong cái quá trình thải độc của cơ thể chúng ta, một cái cơ quan mà nó đối mặt với tất cả những các cái loại độc tố, đó chính là gan ạ. Part of the role of the liver is to filter our blood. Và cái nhiệm vụ chính của gan nó chính là gì ạ? Thải độc máu. All of the toxins that we intake, most of them end up going through the liver at some point. Và các bạn biết rằng là tất cả những cái loại độc tố mà chúng ta bị lấy vào, bị hấp thụ vào trong cơ thể của mình thì theo một cái cách nào đó tất cả những cái độc tố này đều tấn công đến gan. Our liver creates enzymes that help us digest medicines, break down medicines. Và cái gan này nó cũng là cái nơi mà để giúp cho chúng ta gì ạ? Nó có cũng có tác dụng với tất cả những các cái loại thuốc mà chúng ta sử dụng vào thì nó cũng tác động đầu tiên đến gan. Without our liver, we would not be able to get rid of most of the toxins that our body faces every day. Và nếu như không gan không hoạt động tốt thì chức năng gan không tốt thì chúng ta sẽ không thể nào thải độc được hầu hết tất cả những các cái thứ độc tố mà chúng ta bị hấp thụ vào hàng ngày. So our liver health is critical to our metabolic health. Vậy thì cái sức khỏe của gan nó sẽ là một cái chiếm một cái tầm quan trọng trong cái sức khỏe chung của cơ thể chúng ta. Another organ that's absolutely key to filtering waste from our body is our kidneys. Và một trong những các cái bộ phận gọi là cái cơ quan nội tạng khác nữa mà chiếm vai trò quan trọng trong cái thải độc tố đó chính là cái thận. Our kidneys specialize in removing certain kinds of waste from our bloodstream. Và thận thì nó được tạo ra để nó đào thải một số những các cái loại độc tố nhất định nào đấy từ trong máu. In order to do these processes efficiently, we need healthy kidneys and healthy bladder. Và để có thể có một cái quá trình lọc máu, thải độc máu một cách gì ạ, hiệu quả thì chúng ta cần phải có một cái quả thận và một cái bàng quang gì ạ, khỏe mạnh. That's why at Unicity we have Red Clover Plus. Và đó là lý do tại sao mà ở Unicity chúng ta có một cái sản phẩm có tên gọi là Red Clover Plus. One of the key ingredients in Red Clover Plus is red clover itself.
Và một trong những các cái thành phần chính của cái sản phẩm Red Clover Plus nó chính là gì ạ? Cỏ ba lá đỏ có tên gọi là Red Clover. Red Clover is commonly thought of as a women's health ingredient. It's commonly thought of as a women's health ingredient. Và cái cỏ ba lá đỏ này thì nó được thường được biết đến, nó có cái tác dụng với lại cái gì ạ? Sức khỏe của nữ giới. But it also contains specific molecules that increase cell turnover and help with prostate health and help with other parts of our body. Và tuy nhiên thì nó cũng có một cái tác dụng được biết đến với những các cái tác dụng chứng minh rằng là gì ạ? Nó có cái tác dụng tốt cho tiền liệt tuyến và nó có cái tác dụng tốt đối với cái gì ạ? Kích thích những các cái chuyển hóa của trong cơ thể của chúng ta. Another key ingredient is echinacea. Và một cái thành phần nữa của cái sản phẩm này đó chính là hoa cúc dại tím. Echinacea is a pretty famous ingredient right now. Và cái hoa cúc dại tím này nó là một cái thành phần, một cái sản phẩm, cái thành phần mà vô cùng nổi tiếng bây giờ. Because echinacea is one of the premier botanical immune health ingredients. Bởi vì cái sản phẩm này nó là một trong những cái sản phẩm nổi tiếng với cái việc là gì ạ? Hỗ trợ cho cái hệ miễn dịch của con người. It's been clinically shown to reduce symptoms of common cold. Và nó đã được khoa học chứng minh rằng nó giúp để gì ạ? Giảm những các cái triệu chứng của các cái bệnh cảm cúm thông thường. So echinacea activates our body's own defense systems. Và vậy thì cái hoa cúc dại tím này nó có cái tác dụng là gì ạ? Nó giống như là một cái việc kích thích cái hệ chống dịch trong cơ thể của cái bức tường mà chống dịch trong cơ thể của chúng ta lên ạ. Another ingredient is devil's claw. Và một cái thành phần nữa của cái sản phẩm này đó chính là cây móng quỷ. Devil's claw has long been used in traditional medicine to help with kidney, bladder and liver disorders. Và cái cây móng quỷ này thì nó cũng đã được chứng minh rằng nó có cái tác dụng rất là rõ rệt đối với sức khỏe của gì ạ, bàng quang, của thận và gì ạ, của gan nữa. It's also well known to reduce pain and help balance inflammation. Và nó cũng có một cái tác dụng đấy là gì ạ? Nó giúp giảm đau và nó giúp cân bằng cái hệ viêm nhiễm, cái kháng viêm, cái tình trạng viêm nhiễm. Barberry root contains a molecule called berberine. Và trong cái rễ cây barberry thì nó có một cái thành phần có tên gọi là gì ạ? Berberi. And this is another ingredient that helps balance inflammation. Và trong đấy thì nó có cái gì ạ? Nó có cái berberine nữa, nó khiến cho gì ạ? Cân bằng lại cái tình trạng viêm nhiễm. It's also traditionally used for liver support. Và nó cũng theo một cái khoa học, theo dân gian thì nó cũng có cái gì ạ? Tác dụng đối với lại sức khỏe của gan. The next ingredient I'm going to talk about is licorice root. Và cái sản phẩm, cái thành phần tiếp theo mà chúng ta chia sẻ ở đây nó sẽ là rễ cây cam thảo. Licorice root is really, in a lot of ways, the star of Red Clover Plus. Và theo một cái cách nào đó thì cái rễ cây cam thảo này nó cũng là một trong những cái thành phần vô cùng chính và quan trọng trong cái sản phẩm Red Clover Plus này. It has a compound in it called glycyrrhizin. Và nó có một cái thành phần chính có tên gọi là glycyrrhizin. And this compound is known to have a lot of biological effects. Và cái thành phần này nó có rất là nhiều những các cái gọi là phản ứng, gọi là các cái sự hợp chất nổi, rất là có rất là nhiều những các cái hợp chất nổi tiếng chứa ở trong cái thành phần này. It has both detoxifying effects and immune supporting effects. Và nó có cả cái tác dụng của gì ạ, thải độc cũng như là tăng cường cái sức khỏe miễn dịch nữa. It's also known to have antifungal, antibacterial and antiviral properties. Và nó cũng có một cái tác dụng của cái việc là gì ạ? Diệt trừ những các cái loại vi khuẩn này, diệt trừ những các cái loại nấm mốc. The trick with licorice root is that if we use it for a long time, it can start to become toxic. Và cái vấn đề duy nhất của cái sản phẩm này đó chính là nếu như chúng ta dùng cái cây cam thảo, rễ cây cam thảo này trong một cái thời gian dài thì nó có thể trở thành một cái loại độc tố. So licorice root is really the reason why we have certain directions on how to use Red Clover Plus.
Và vì cái sản phẩm này cho nên đó là cái lý do tại sao mà chúng ta có cái hướng dẫn sử dụng rất là cặn kẽ về cái việc cái sản phẩm Red Clover Plus này nên được sử dụng theo cái cách như thế nào. The last ingredient I'm going to talk about is sarsaparilla root. Và cái sản phẩm, cái thành phần cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó chính là rễ cây thổ phục linh ạ. Sarsaparilla root is another key ingredient that really supports the function of Red Clover Plus as a product. Và cái rễ cây thổ phục linh này nó cũng là một cái thành phần hoạt chất mà gì ạ, hoạt động vô cùng tích cực để giúp cho cái sản phẩm Red Clover Plus nó có tác dụng. It has molecules called saponins that are known to support healthy liver, kidney and urinary health. Và cái sản phẩm này nó có chứa một cái hợp chất có tên gọi là saponin và nó có cái tác dụng để gì ạ? Hỗ trợ cho cái sức khỏe của thận, sức khỏe của gì ạ? Bàng quang và đặc biệt là gì ạ? Hỗ trợ cái việc là lọc nước tiểu nữa. Về cái hệ gọi là nước tiểu đấy ạ. Remember I mentioned that we have some special use instructions for Red Clover. Và các bạn nhớ rằng là tôi cũng đã nói rằng chúng ta cần phải rất cẩn thận khi sử dụng cái sản phẩm này với cái hướng dẫn sử dụng đặc biệt. We have to slowly increase the dose over time. Chúng ta cần phải gì ạ? Dần dần tăng cái liều lượng lên dần dần ạ. And then after 3 to 4 weeks, we stop taking the product. Và sau khoảng 3-4 tuần thì chúng ta ngừng sử dụng cái sản phẩm này. And we only take this product 3 to 4 times a year. Và cái sản phẩm này chúng ta cũng chỉ sử dụng khoảng 3 đến 4 lần một năm mà thôi. Because it's a very powerful product. Bởi vì cái sản phẩm này nó có cái tác dụng vô cùng là mạnh. And we know that we need to get rid of those toxins, but we want to make sure we do it in a safe way. Chúng ta biết rằng là chúng ta luôn luôn muốn gì ạ? Thải độc toàn bộ cơ thể của chúng ta, nhưng chúng ta cũng phải đảm bảo chắc chắn rằng là chúng ta gì ạ? Sử dụng nó theo một cái cách rất là an toàn. Another key product that supports liver, kidney and bladder health is Native Legend Tea. Một cái sản phẩm nữa mà hỗ trợ cho gì ạ? Cái sức khỏe của thận, của gan và của bàng quang đó chính là gì ạ? Sản phẩm Native Legend Tea. Because of time I'm not going to talk quite as much about Native Legend Tea. Bởi vì là không có nhiều thời gian cho nên là tôi sẽ không thể nào nói nhiều về cái sản phẩm Native Legend Tea này được. But it's based on traditional Native American medicine. Thế nhưng cái sản phẩm này là một cái sản phẩm mà nó dựa trên y học cổ truyền dân gian của Mỹ. It contains ingredients like sheep sorrel, burdock root and slippery elm bark. Nó chứa rất là nhiều những các cái thành phần mà của các cái loại cỏ cây hoa lá. And these ingredients work together to help support liver health, kidney health and bladder health. Và tất cả những các cái thành phần này nó kết hợp cùng với nhau để nó gì ạ? Hỗ trợ cho chúng ta có một cái sức khỏe của gan, của thận, của tiết niệu và gì ạ? Của bàng quang một cách vô cùng tốt. And Native Legend Tea is an everyday use product. Và cái sản phẩm Native Legend Tea này lại là một cái sản phẩm mà các bạn có thể sử dụng nó hàng ngày được. Now we've talked a lot about getting toxins out of our body. Chúng ta nói rất nhiều nãy giờ về cái việc là gì ạ? Đào thải toàn bộ cái độc tố ra khỏi cơ thể của chúng ta. It's absolutely critical to not have toxins that are built up in our tissues and in our bloodstream. Và một trong những các cái nơi mà chúng ta cần phải thải độc tố, chúng ta cần phải chú trọng nhiều nhất đó chính là những các cái mạch máu của chúng ta. Our bodies need to be clean so that we can have the optimal metabolic health that we want. Và cơ thể của chúng ta cần phải sạch để chúng ta có thể gì ạ? Hấp thụ được tất cả những các cái loại dưỡng chất, những các cái dinh dưỡng mà chúng ta muốn. One of the major challenges that we face today is pollution. Và một trong những các cái vấn nạn mà chúng ta phải đối mặt ngày nay chúng ta phải đối mặt trên toàn cầu đó chính là ô nhiễm. I've been in lots of places all around the world. And some places the air is very terrifying to me. Và tôi thì đã từng đi rất nhiều nơi trên thế giới. Tôi phải thú thật với các bạn rằng có những cái nơi mà không khí nó giống như là đối với tôi nó quá khủng khiếp. I go outside and I want to hold my breath because I don't want to breathe the toxins that are in the air. Tôi đã từng bước chân ra ngoài đường và tôi muốn ngừng thở luôn, tôi không muốn thở bởi vì tôi không muốn gọi là gì hấp thụ những các cái hít những các cái ô nhiễm đó vào trong phổi của mình.
One of the key problems with pollution is it contains certain compounds. Và một trong những các cái vấn nạn toàn cầu đối với cái ô nhiễm này đó là gì ạ? Những các cái độc tố này nó chứa một vài những các cái thành phần. Whenever fuels are burned or plastics are burned or wood is burned, compounds called polycyclic aromatic hydrocarbons are produced. Mỗi một khi chúng ta đốt những các cái thứ ví dụ như là gì ạ? Củi này rồi là chất đốt này rồi khí thải nhà máy này xăng tất cả những các cái loại đó thì nó tạo ra một cái hợp chất có tên gọi là gì ạ? Gọi tắt gọi là PAH. Here's a picture of what these compounds look like. Và đây là cái bức ảnh của cái việc là cái thành cái hợp chất này nó trông giống như trông như thế nào. If you were to look at this picture in three dimensions, they would be very flat. Các bạn nhìn thấy là nếu các bạn nhìn vào cái bức ảnh này thì các bạn sẽ nhìn thấy là những các cái hợp chất này nó rất là gì ạ? Nó rất là phẳng. And one of the problems with these molecules is that they fit perfectly in our DNA. Và một trong những các cái vấn đề gây tổn hại nhất của cái hợp chất này đó chính là gì ạ? Nó tác động trực tiếp vào và nó giống hệt với lại cái cấu trúc của DNA của chúng ta. They basically can stick to our DNA and cause problems. Và nó có thể gì ạ? Kết hợp gọi là tấn công vào DNA của chúng ta và gì ạ? Nó gây ra những các cái tổn thương. So we talked about how our liver is great at removing toxins. Chúng ta đã nói về cái việc rằng là gan thì nó đóng cái vai trò quan trọng như thế nào trong cái việc đào thải độc tố. And we talked about how our kidneys are great at removing toxins. Chúng ta cũng đã nói về cái việc là gì ạ? Thận nó đóng cái vai trò quan trọng như thế nào trong việc đào thải độc tố. The problem is these molecules don't get removed by our kidney or our liver. Và cái vấn đề ở đây đó là những các cái loại độc tố do ô nhiễm như thế này giống như tôi vừa nói thì nó lại không thể nào được đào thải bởi cái gì ạ? Bởi gan hoặc là bởi thận. These are a special class of molecules that are very, very stable chemically. Và những các cái hợp chất này là những cái hợp chất mà nó hoàn toàn vô cùng ổn định theo cái một cái phương thức hoàn toàn hóa học ạ. Là gì ạ? Nó vô cùng ổn định. Normally, our liver has enzymes that help react with the toxins in our body and make them more water soluble. Thông thường thì gì ạ? Gan có cái chức năng sản sinh ra những các cái enzyme mà gì ạ? Nó có cái khả năng để gì ạ? Làm những các cái độc tố đi qua gan thì nó trở nên dễ hòa tan trong nước. Because these molecules are so stable, the enzymes from our liver don't do anything to them. Và bởi vì những các cái thành phần trong cái chất mà tôi vừa mới nói gì ạ, nó quá là ổn định cho nên là gan của chúng ta hầu như không thể làm gì được với những các cái hợp chất này, những cái độc tố này. These molecules are also not water soluble. They don't dissolve in water. Và những các cái hợp chất này thì nó cũng gì ạ, nó không hề dễ hòa tan trong nước, có nghĩa là gì ạ, nó không hòa tan trong nước được. Because our liver and our kidneys can't deal with them, and because they don't dissolve in water, they get stuck in our bodies. Và bởi vì thận rồi gan không thể làm gì được với những các cái loại độc tố này, nó là những cái loại độc tố gì ạ, không dễ hòa tan trong nước, cho nên là gì ạ, nó không đào thải ra ngoài được và nó nằm ở trong tồn đọng lại trong cơ thể của chúng ta. Over time, they start to build up in our fatty tissues. Và gì ạ, theo thời gian thì nó dần dần biến thành những các cái gì ạ, lớp mỡ. They can cause problems by interacting with our DNA. Và nó bắt đầu gì ạ? Tạo ra những các cái vấn đề, nó tổn thương, gây trực tiếp tổn thương đến DNA của chúng ta. They can cause other metabolic health problems. Và nó có thể tạo ra, gọi là khởi nguồn cho rất nhiều những các cái rối loạn chuyển hóa khác nữa. These molecules are the key reason we should be taking chlorophyll powder every day. Và đó là cái lý do tại sao mà chúng ta cần phải sử dụng cái sản phẩm bột diệp lục hàng ngày. Chlorophyll powder contains a molecule called sodium copper chlorophyllin. Và ở trong cái sản phẩm bột diệp lục thì nó có chứa một cái thành phần chính có tên gọi là sodium copper chlorophyllin. If you were to look at this molecule,
in three dimensions, it would be very flat, much like the PAHs. Và nếu như các bạn nhìn cái bức hình này thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là gì? Cái cấu trúc hóa học của nó cũng rất là phẳng và nó gần giống tương đồng như lại cái PHA mà lúc nãy tôi nói là cái gì ạ? Là cái độc tố. It's chemically similar to PAHs. Và tôi vẫn nói rằng cái công thức hóa học của nó gần giống như là cái gì ạ? Cái PHA lúc cái PHA lúc nãy. Because of this similarity, it can attach to PAHs. Và bởi vì nó có cái sự tương đồng với nhau về cái cấu trúc hóa học, cho nên là gì ạ? Nó có thể liên kết với lại nhau được, nó có thể liên kết với lại PAH được. Now, one difference between sodium copper chlorophyllin and PAHs. Và một trong những các cái sự khác biệt của cái gì ạ? Của cái sodium copper chlorophyllin với lại cái PAH đó là gì ạ? All of these little groups over here. Đó là các bạn nhìn thấy những các cái thành phần mà tôi đang chỉ ở bên ngoài đấy ạ. These groups make this molecule water soluble. Nó những là những các cái gì ạ? Những các cái thành phần hóa học mà giúp cho cái sản phẩm này nó có thể gì ạ? Dễ hòa tan trong nước được. It dissolves very, very well in water. Nó gì ạ? Hoàn toàn hòa tan một cách vô cùng dễ ở trong nước. So well that when it sticks to PAHs, it pulls them into water as well. Và đó là cái lý do tại sao khi mà nó gì ạ? Kết hợp, nó dính chặt lấy với lại cái PAH đó thì nó làm cho gì ạ? Cả hai cái đó nó đều có thể hòa tan ở trong nước được. So when it sticks to these PAHs, it pulls them into our blood. Và khi mà gì ạ? Nó kết hợp cùng với lại PAH đấy thì nó gì ạ? Làm cho nó có thể hòa tan ở trong máu được. And then it can be filtered out by our kidneys and excreted. Và gì ạ? Khi mà nó đã có thể hòa được ở trong máu thì nó có thể gì ạ? Được lọc và được làm sạch bằng cái gì ạ? Bằng thận của chúng ta và bằng gan của chúng ta. So chlorophyll powder is absolutely critical for our metabolic health. Vậy thì chúng ta có thể nói rằng là bột chất diệp lục nó là một cái sản phẩm có thể nói rằng là vô cùng quan trọng trong cái sức khỏe chuyển hóa của chúng ta. It is absolutely critical to help our bodies get rid of these toxins. Và nó cũng là một cái thành phần vô cùng quan trọng để khiến cho cơ thể của chúng ta gì ạ, có thể thải độc hoàn toàn. I want you guys to think for a minute, what is the largest organ in my body? Tôi muốn các bạn hãy nghĩ một chút rằng là cái bộ phận nào là cái bộ phận mà gì ạ, chiếm phần lớn ở trong cơ thể của chúng ta. The largest organ in my body contains a lot of fat, subcutaneous fat. Và chúng ta biết rằng là cái bộ phận này là cái bộ phận gọi cơ quan nội tạng mà lớn nhất trong cơ thể của tôi, nó chứa rất là nhiều những các cái gì ạ, những các cái hợp chất béo. So the largest organ in my body is my skin. Và chúng ta biết rằng là gì ạ? Đối với tôi thì tôi thấy rằng là, và chúng ta cũng đều biết, cái cơ quan mà gọi là chiếm phần lớn cơ thể của chúng ta nó chính là da. And if I'm not taking chlorophyll powder, I'm storing toxins in the fat that's just under my skin. Và nếu như tôi không sử dụng bột chất diệp lục thì tôi không thể nào đào thải được độc tố, và đào thải độc tố nó sẽ nằm ở gì ạ? Cái màng chất béo, lớp mỡ ở ngay ở dưới da của tôi vậy. That means chlorophyll powder is actually an amazing beauty from within product. Vậy thì trên thực tế có thể nói rằng cái sản phẩm diệp lục, bột chất diệp lục, nó là một cái sản phẩm mà hỗ trợ cho cái vẻ đẹp từ chính bên trong cơ thể của chúng ta ra. This is because toxins damage metabolic health. Cái lý do là vì sao ạ? Chúng ta biết rằng là độc tố thì phá hủy cái sức khỏe chuyển hóa. These pictures show sets of twins. Cái bức ảnh mà các bạn đang nhìn thấy màn hình thì đó là hai người, hai chị em sinh đôi. One of the twins looks much younger than the other. Các bạn biết rằng là một cái người gì ạ? Thì trông trẻ hơn hẳn cái người khác, đúng không ạ? The difference between the two is the older looking twin is a smoker. Và cái sự khác biệt ở đây để chúng ta nhận biết đó chính là cái người mà trông già hơn ấy lại là người mà nghiện thuốc, hút thuốc.
When we smoke, we're inhaling high concentrations of these polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs. Và các bạn biết rằng khi mà chúng ta nghiện thuốc, chúng ta hút thuốc ấy, thì chúng ta hấp thụ rất nhiều những các cái độc tố có tên gọi là gì ạ? PAH mà lúc nãy tôi nói. They build up underneath the skin in the subcutaneous fat. Và nó khiến cho gì ạ? Chúng ta có một cái lớp mỡ ở dưới da, nó bị dày lên và gì ạ? Càng ngày nó càng dày lên. And at high concentrations, they cause obvious premature aging. Và khi với theo thời gian thì những cái lớp mỡ này nó càng dày và nó không thể nào đào thải được thì nó tạo ra cái tình trạng lão hóa. So chlorophyll powder is necessary to get rid of those toxins. Và chúng ta biết rằng là bột chất diệp lục thì có cái tác dụng là gì ạ? Đào thải tất cả những các cái loại độc tố đó, đúng không ạ? And if we get rid of those toxins, we can prevent that premature aging. Vậy thì nếu như chúng ta có thể đào thải hết tất cả những các cái loại độc tố đó thì nó sẽ khiến cho chúng ta gì ạ? Chống được cái quá trình lão hóa và chống cái việc là gì ạ? Già trước tuổi. Sodium copper chlorophyllin has also been studied and shown to promote wound healing. Và cái bột chất diệp lục nó cũng đã từng có những các cái nghiên cứu khoa học chứng minh rằng nó có cái tác dụng chữa lành vết thương. This is because it increases cell turnover. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái bột chất diệp lục này nó có cái tác dụng là gì ạ? Làm gia tăng cái việc là tái tạo tế bào. That means new cells are forming more quickly. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Đó là các cái tế bào mới nó được phát triển và gì ạ? Được sản sinh ra một cách nhanh hơn. This has another important beauty from within effect. Và trên thực tế cái sản phẩm này nó cũng có một cái tác dụng vô cùng quan trọng đối với cái việc là gì ạ? Làm đẹp từ bên trong. All over the world, people are trying to find ways to look more beautiful. Chúng ta biết rằng là trên toàn thế giới, tất cả mọi người đều cố gắng tìm những cách để gì ạ? Làm cho mình trở nên trẻ đẹp hơn, phải không ạ? This image shows a lady undergoing a process called microneedling. Và cái bức hình này là cái bức hình mà một cái người phụ nữ đang trải qua một cái quá trình mà rất nhiều chị em không lạ gì, đó chính gì ạ? Quá trình lăn kim. They're intentionally causing damage to her skin. Và cô ấy đang cố tình là gì ạ? Làm tổn thương cái làn da của mình. Because this micro trauma causes cell turnover to speed up. Và bởi vì sao cái quá trình lăn kim này nó khiến cho cái việc nó kích thích cho cái quá trình tái tạo những các cái tế bào da mới nó phát triển. And when cell turnover is faster, we have younger, fresher cells on the surface of our skin. Và khi mà cái tế bào da mới nó được kích thích để nó phát triển nhanh hơn và nó mới hơn thì gì ạ? Khiến cho da của chúng ta trông đẹp hơn và gì ạ? Khỏe hơn. But we know that chlorophyll powder does the same thing with a lot less pain. Và như vậy qua những cái điều mà tôi vừa phân tích lúc nãy thì các bạn biết rằng là cái bột chất diệp lục nó có cái tác dụng giống hệt như cái việc lăn kim này nhưng mà nó gì ạ? Không khiến cho đau đớn. So chlorophyll powder is the ultimate blood and whole body cleanse. Vậy thì chúng ta có thể nói rằng cái bột chất diệp lục nó là một cái sản phẩm mà được thiết kế để nhằm mục đích thải độc máu và thải độc toàn bộ cơ thể. I use it every day to prevent the buildup of toxins that my body can't get rid of on its own. Và đối với tôi thì tôi sử dụng cái sản phẩm này mỗi một ngày bởi vì tôi muốn gì ạ? Đào thải tất cả những các cái độc tố mà cái gan và cái thận của tôi nó không đào thải được. And when I have healthy toxin-free blood, I have a healthy metabolism. Và các bạn biết rằng khi mà tôi có một cái hệ gì ạ? Máu tốt, cái luân chuyển máu của tôi tốt, máu của tôi sạch thì tôi có một cái sức khỏe chuyển hóa tốt. I have a healthy metabolism that can be seen in my face. Và tôi có một cái sức khỏe chuyển hóa tốt và nó gì ạ? Nó được thể hiện ở trên gương mặt của tôi. So, no matter what we try to do, we're not perfect. Chúng ta biết rằng là cho dù chúng ta nỗ lực đến mức như thế nào, chúng ta cũng không thể nào trở nên hoàn hảo được. We may eat really well. Chúng ta có thể ăn một cách gì ạ? Vô cùng là lành mạnh. We may exercise. Chúng ta có thể tập thể dục hàng ngày. Many of us don't eat that well and don't exercise. Đương nhiên là cũng có rất nhiều người gì ạ, không ăn một cách lành mạnh và cũng không tập thể dục hàng ngày.
But either way, we need Unicity supplements to bridge the gap to where we want to be. Tuy nhiên thì cho dù chúng ta thuộc cái nhóm đối tượng nào thì chúng ta cũng cần phải sử dụng sản phẩm Unicity để gì ạ? Để kết nối, để vượt qua cái cây cầu giữa cái nơi chúng ta đang ở và cái điều mà chúng ta muốn. The Unicity Cleanse Pack is critically important. Chúng ta biết rằng là cái bộ sản phẩm thải độc của Unicity nó là một cái bộ sản phẩm vô cùng là quan trọng. You can't have a healthy metabolism if you have toxins in your body. Các bạn sẽ không thể nào có được một cái sức khỏe chuyển hóa tốt nếu như trong cơ thể của các bạn chứa đầy độc tố. You can't have a healthy metabolism if you don't have healthy liver, healthy kidneys. Các bạn cũng không thể nào có được một cái sức khỏe chuyển hóa tốt nếu như các bạn không có một cái lá gan tốt, không có một cái quả tật tốt. You can't have a healthy metabolism if you don't have a clean and healthy gut. Và các bạn cũng không thể nào có được cái sức khỏe chuyển hóa tốt nếu như cái gì ạ? Cái ruột của các bạn không khỏe và không sạch. These products are very powerful products. Và tôi phải nói rằng những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm vô cùng là có cái quyền năng và vô cùng là tuyệt vời. These products are tools to help you change the world. Và những cái sản phẩm này là những cái sản phẩm mà nó như là những các cái công cụ để giúp cho các bạn thay đổi toàn bộ thế giới này. Thank you very much for your time and attention. Một lần nữa tôi xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian cũng như là cái sự chú ý của các bạn. Thank you, Mike. We hope to see you again very soon. Yes, very, very soon, hopefully.